ឯអ្នកនាងស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយខ្ញុំបាទធីដុល្លារដែលនឹងបង្ហាញអ្នកនាងក្នុងការបង្កើតប្លុកច្រើនក្នុងពេលតែមួយណាហើយប្លុកអស់នេះមានច្រើននៅក្នុងពេលចូលប្លុកហើយនេះមានច្រើនណា about កម្ពុជា about អីហ្នឹងគឺជា high soul designer នេះគឺជាប្លុកដែលធ្វើដើម្បីសិក្សាផ្នែក design ណានេះគឺជាមាន category អាចចូលរៀនបានជាលក្ខណៈ step by step តែម្ដងមេប្លុកនេះណាដូចជា Photoshop គឺ step by step នៅពាក្យ lesson ណានេះអនីមើល lesson ដំបូងមកឬក៏ចូលទៅ WordPress ឬ Sony Vegas អីនេះតែ Illustrator អនីពេញចិត្ត Illustrator ចូល Illustrator មកអនីចូលមើលមេរៀនណាហើយមានរៀនទី1ទី3ទី4នេះមេរៀនចុងក្រោយនេះយើងចូលមេរៀនទី1ដំបូងនេះណាសិក្សា basic ដំបូងអូខេចឹងខ្ញុំបង្កើត blog ផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំចូលទៅថ្ងៃនេះក៏អាច new blogហើយត្រូវជ្រើសរើសប្លុករបស់អ្នកនេះហើយថា Illustrator Study Illustrator អញ្ចឹងប្លុកមួយហ្នឹងសិក្សាតែ Illustrator ប្លុកទេអញ្ចឹងយើងដាក់ថា Illustrator នេះអញ្ចឹងនេះ Study Illustrator អញ្ចឹងគេឲ្យ blogger ហ្នឹងវាឲ្យអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើស template simple template មួយមកនេះ simple template template មួយណាក៏បានដែរយើងទៅថា simple យើងអាចគាត់ click មកយើង createអេចឹងយើងបានប្លុកមួយពាក់ព័ន្ធនឹង Illustrator នេះ Illustrator តោះមកទៀតយើងបង្កើតប្លុកមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង Photoshop ចឹងយើងគ្រាន់ចូលដូចគ្នាមកយើងគ្រាន់ចូលទៅកាន់ blogger ចេះហើយដាក់ Photoshop ចេះមកសំខាន់អត់វាឲ្យអត់នេះកន្លែងនេះអូខេវាអត់ឲ្យទេ It's not availableone ចេះមកបើសិនជា one វាឲ្យរកយើង study ចេះមកវាឲ្យដែរសំខាន់ពាក្យវាវាឲ្យណា Photoshop នេះវាឲ្យទេអត់ available ដល់សិនជាយើងអស់នេះ copy អាហ្នឹងចូលទៅកាន់កន្លែងនេះគឺអ្នកនេះមើលទៅគេនឹងមានគេធ្វើឲ្យនេះអូខេគេមានឲ្យពីមុនហើយអញ្ចឹងយើងយកបានទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យផ្សេងចេះបានណាឲ្យចេះវាឲ្យដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយកអញ្ចឹងទៅ Photoshop CS ឥឡូវដាក់យើងដាក់ CS វិញនេះ CS file យើង CS file ចឹងមកដល់ Photoshop CS ទេក៏បានហើយណាខ្ញុំគាត់ create មកខ្ញុំចូលរូបភាពមួយណាវា block នេះក៏បាន sample block មួយណាក៏បានដែរណា create block មកយើងអាច copy វាដាក់ចូលនេះវិញអូខេតែ Illustrator យើងមិញគឺយើងធ្វើបានហើយ design ដល់យើងបង្កើត InDesign មួយទៀតនេះណា study InDesign ចេះមកយាយអត់នេះ InDesign okay available ចឹងយើង copy block ហ្នឹងមកAddress ហ្នឹងហើយយើងយក default វាក៏បានណា create មកបានហើយហើយយើង pass ចូលវិញមកគឺ block របស់យើងគឺ block ហ្នឹងហើយ block មួយទៀតគឺយើងចូល Illustrator វិញនេះ Illustrator ហើយយើងក៏ view មកយើង copy ឲ្យ blogger របស់យើងនេះ address របស់យើងហ្នឹងចូលមកដាក់ឲ្យនេះមកអីសុំទោសអាលើនេះចឹងយើងបាន3ហ្នឹងណាដូចតែយើង copy អានេះចេញក៏បានលុបពី attribute ចោលអូខេហើយមូលហេតុដែលយើងបង្កើតប្លុកហ្នឹងងាយស្រួលចេះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ YouTube របស់យើងមកអូខេចូលកាន់ YouTube កាន់ YouTube ហើយបង្កើតមកទៀតអនហៀចូលទៅកាន់អូខេថាខ្ញុំបង្កើតប្លុកមួយទៀតគឺ Study Computer មួយទៀតសិនណា
nhưng xe computer muối là dùng cho tất cả các lòng gờ một tiết thứ study about computer chắc biết ai đây nè computer solution tức là computer solution computer solution cơ ai đấy và xin chơi computer solution chế ớt ai đây about computer trai muối ớt bàn tê my computer ớt bàn tê basic computer trai muối rồi đây thế I know computer blog spot bán cho đã mất study about computer nè ok dừng bán chứ nhưng mà blogger nó cứ tranh máu khỏi dù máu cứ dừng mà blogger bạp bò nâng computer chê nè study computer chẳng ở sao thay cho căn blogger chứ dân câu thực căn YouTube ok chẳng còn click YouTube ok má dân cho thực căn share ní share cho click hoặc click blogger nè tao mà chơi dân thực căn chơi rồi nó blogger và dân blogger dân mình chơi nè miền InDesign Photoshop chứ ok chơi dân chơi thay computer con click post ok hay ví dụ mà viên ban nào này video về bọn blogger bây giờ nó share cho tất cả blogger ok YouTube nè ok giờ khởi được ok hay dùng cho tất cả một chiếc cứ về bọn nằng background ok Photoshop này cứ chụp Photoshop chắc những còn share cho tập blogger hãy chưa biết thả Photoshop nè Photoshop lesson ok study Photoshop và click chẳng mấy click share thêm một đoạn study Photoshop CS chắc những bạn bẹp bọn những Photoshop mới cho tất cả là blogger phải dừng nè đá ấy phòng đá thì ta xéo ok bạn Photoshop mới anh hay dương to tiết có ai phơ ban đá cho mùi nâng ở dương Photoshop mùi tiết máu nhi Photoshop ok hay dương ai xe hoặc click xe tới hay chơi rơi blogger hay dương blogger cho mùi nhi study Photoshop chứ không click tiết tới ban này ok nhi hay cho tới homepage bên mới miền tràn chứ trên trình homepage phải dừng nè nè chẳng những bàn ở Photoshop tại mà đồng hãy muốn tiếp dừng cho tất cả InDesign chẳng những cho tất cả category InDesign đi vô tất cả My Channel chẳng máu rồi có những căn tất cả Channel nào muối ưu tả hỏi thằng Channel này nha mềm Channel dưới các bạn này Channel dưới các bạn Channel kịp xem các bạn ok cho tất playlist đây lý hay cho tất cả InDesign PowerPoint InDesign nha InDesign I mean InDesign thế nó miền WordPress. Bộ thoại dân trong bậc cao WordPress mới tiện chẳng nghe sưu tế dân còn cho tất cả lại đi mất. Bậc cao nhú. Ok. Anh ấy bật ai tế WordPress.
study WordPress lesson WordPress okay version the lesson WordPress man so the lesson you say thử khó you collect mơ tới na learn WordPress bạn my WordPress 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 study okay WordPress study chứ bạn chẳng những copy WordPress study đừng mà đặt chỗ này mà line web okay yeah. Ở dương chưa được nào template mùi nào của bạn không chờ nào mà có nắng hả huh? Click máu hay dương click public WordPress study chẳng dương cho tôi can WordPress chẳng ạ à, nè ok dương cho tôi can video WordPress chẳng máu hay dương còn click share tôi can blogger nè share tôi can blogger chưa được tập việc study WordPress ok dương click máu hay dương là ai edit lại nè tùm hôm bia bên sân chia dương tùm hôm tôi được tùm hôm ấy dương ai try pro bán nè ok nè bây rồi dương máu dương public bởi trong mang tùm hôm thông là bây review màu nhé thông chiêng nó vậy đại về miền nó tùm hôm phá rũ đi ạ ok tùm hôm vượt bài hướng thông chiêng template phải dương ok hả là dương bà to tiết bà to thà dương click mũi tiết máu nè search ảnh năng máu dương khoảng click share tất cả blogger nhé study vượt bài hướng khoảng public máu ok rồi dương cầm đầu á hay dương video máu chúng tôi fit cho mỗi năng template phải dùng này vừa lướt template để sao cho lâu tổng hôm nữa ok chẳng dùng là bạn WordPress mỗi ở xung đó viên bạn blogger mỗi same trên đại việc kia cho miền blogger đó chỉ Illustrator, Photoshop, InDesign, năng kia computer rồi có in WordPress cứ blog đại việc kia tại mà đó nữa chúng dùng ngày cái đó còn nói dùng click máy dùng tăng thao Word PowerPoint bằng WordPress study dùng câu WordPress máy cứ PowerPoint bằng WordPress thằng ở tùy dùng xe nhé dùng xe phát trên việc này tùy computer solution đi nhà computer này PowerPoint bằng computer tạm đoàn rồi cứ dùng cho tất cả nè cho tất cả playlist hay dùng cho tất cả computer computer này computer solution chẳng như câu tất cả cái này nha dương tha ok tha vì đi cho nè how to make USB J ok hay dương còn click share tất cả blogger và dương máu nếp đầu tất cả study computer và tay vì chỉ là so nè vì ở chụp chỉ rub video mà chẳng những còn click cái này right click mà chúng ta copy embed code nè hay cho tất cả blogger và dùng mình máu đi hay edit tới chỉ chìm ở ok trời chạm nè hay pass video máu hay còn public tới rồi chúng ta sẽ mỗi vì còn share tới vì ao mỗi tiết update hay copy code mà đã nè ok chẳng những bạn pi ok chúng ta chiều này cái dùng ăn pì pì pon ông bốn pì pon ngày mấy ăn pì này cái này có ban anh dùng play tới ban tạm đoàn anh dùng ban chạy đại đại kia tạm đoàn nè ok chúng ta nói nhớ nâng cao cao blog chưa ra nâng pì tầm mũi hay dùng ai share trên vì blog YouTube bao giờ nằm bay ai gamer YouTube bao giờ can để chưa ra nè từ đó là chúng ta dùng còn click share từ can blogger tới cái khác cái search keyword nó không internet tới bạn phải dùng chắc những bảo ban là tập hợp tất cả YouTube phải dùng đây hay dùng còn nghe luôn trong ca để sao tốt nơi tên này phải dùng nó không blogger đây nè ok ngay khỏi dùng search mà mình cũng nghe luôn đây vì không blogger phải dùng hay và to tiết nó nói trong hiện đồ template blogger nó thì ai cho tất cả
ណា YouTube ខ្ញុំហ្នឹងដល់នេះខ្លៃដូចជ្រើសយក blogger ទៅ creator គឺអូខេហើយអូខេគឺមានអរិញយល់អត់មានអីចំណុចណាសំខាន់ចង់ឆ្ងល់អីអាច comment ក្នុងវីដេអូនេះបានខាងក្រោមអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា